been broken, beaten down. Tasted dirt as I hit the ground. You were there through it all. How far are you gonna go before you know what you should have known all along? Now at last I can fall into your. Bởi vì là vợ chồng Tùng Hương ra đây đấy, cũng không có nghĩ là tổ chức ngoài này và cũng chưa có ý định là tổ chức đấy, nhưng mà hôm nay được sự cổ vũ của tất cả anh em bạn bè, cái nhóm bạn vợ đó mà anh em chúng ta có duyên ngồi đây thì Tùng rất là cảm động. Từ là vợ chồng em rất là hạnh phúc, rất là vui và hạnh phúc. Bởi vì thực sự ra cái buổi ngày hôm nay là chúng em cũng không có chuẩn bị trước, và ra đây được sự cổ vũ của các anh và các bạn, cho nên là có một buổi tiệc thực sự rất là long trọng và tình cảm, đầy tình cảm của các anh và các bạn. We both have
đồng hành cùng nhau vượt khó khăn, chia sẻ niềm vui hạnh phúc và những vất vả trong cuộc sống để có được ngày hôm nay. Một gia đình ấm cúng và công việc thành công thì đó quả là một điều cực kỳ ngưỡng mộ, cực kỳ hạnh phúc. Không có gì có thể diễn tả được cái niềm vui và hạnh phúc này, và cũng không có tiền bạc nào mà có thể mua được cái này hết. Cái này là phải tình yêu thương. Thì cũng mong hai bạn là cùng nhau đồng hành và luôn luôn giữ được những cái tình cảm tốt đẹp và yêu thương nhau như những ngày qua. Xin chúc mừng những lời tốt đẹp nhất. It's a new day, waking up, doing things a new way, a new way. 'Cause this is our world, and this is our time. These are our plans, we're gonna let them shine. This is our place, in the human. Bạn Hương chuyển bó hoa này lại cho em. Em cảm ơn anh Tùng và Hương đã cho chúng em một cái bữa tiệc ngày hôm nay thật sự là rất là tình cảm. Thế là cũng cảm ơn Tùng đã làm những người đi trước để hôm nay có một tiệc lễ tất cả là hiện sơ tất cả anh em mình và tất cả các bạn. Khi cầm đã nổi lên rồi thì cứ thực hiện theo tiếng cầm, và với tình yêu đó đề nghị các anh và tất cả mọi người đại gia đình chúng ta nâng ly để chúc cho tiếng cầm mãi mãi nổi lên. This is our place in the human race, so we won't stop. Rối tối gia đình nhà Bảo và cá nhân Bảo cũng chúc làm sao vợ chồng Bình Hương hạnh phúc và thành công trong mọi công người chồng đã chọn, và chúc toàn thể gia đình của đó mình lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc, thành công và may mắn của mình. Won't stop dreaming.